trên thương trường. Thằng già phải biết sợ thằng trẻ, nó mới là một đạo lý đúng đấy. Tôi biết vậy phải không anh em? Các bạn trẻ không có cái gì mà phải ngán mấy ông già. Già thứ nhất là chân run, thứ hai là mắt chập, thứ ba là đầu óc lẩm cẩm, không có cái sự dấn thân như tuổi trẻ. Cho nên là kinh doanh, già là phải sợ trẻ. Mà trẻ nó còn hay ở cái đây này các ông này, ông comment đúng luôn này. Ông nói là trẻ nó biết không sợ súng. Chính xác luôn, trẻ nó có biết sợ là cái đéo gì đâu. Cho nên già rồi mà ra thương trường mà đấu súng với trẻ con là nó đánh mình chết. Mẹ cá nhân của tôi, nhiều thằng comment trên đây này, mà bây giờ ông dám la làm ăn mà tao ngu gì làm ăn. Nhiều thằng nó comment đấy, bây giờ ông dám ra thành lập công ty làm ăn không? Mẹ tao ngu gì cho chúng mày đập bỏ mẹ tao à? Mà đã ra thương trường so găng thì một thằng 70 tuổi vẫn bụp nhau với thằng 25 tuổi. Mình thắng nó là quá bình thường, nhưng mà nó đập cho mình một phát là mình nằm luôn.